Rời xa Song Hye Kyo là vận may của Song Joong Ki kết thúc. Lời nhận xét của truyền thông Trung lại ứng nghiệm, từng gây thương nhớ với Vincenzo. Hồi đỉnh thế này. Bản thiết kế vĩ đại. Tinh hoa hội tụ, phụ nữ gốc yêu. Khẳng định thực lực cùng cậu út nhà tài phiệt. Hồi này cũng vấn đỉnh. Quyến rũ nam tính. Quá ngầu, quá chất. Kín tiếng bao năm chẳng ai nhớ, Fred yêu vợ quá lố vài lần cả cõi mạng hay. Cứ im im mà hạnh phúc, anh nhé. Bớt nói lại là đời đẹp hơn. Năm 2021, truyền thông Trung đã từng nhận xét rằng rời xa Song Hye Kyo là vận may của Song Joong Ki cũng kết thúc. Nam diễn viên cậu út nhà tài phiệt đã dùng thực lực để phản bác điều đó trong hai năm 2021 và 2022, nhưng sang năm 2023 thì lời nhận xét năm ấy đã ứng nghiệm. Cụ thể, năm 2021, một trang truyền thông Trung đã đưa ra nhận định rằng những người bạn chung của cặp đôi hậu duệ mặt trời ngày trước đều nghỉ chơi với Song Joong Ki sau khi họ ly hôn. Điển hình là Kim Min Suk, bạn diễn chung của cặp đôi này trong hậu duệ mặt trời, đã bỏ theo dõi tài khoản được cho là của Song Joong Ki, trong khi vẫn theo dõi Song Hye Kyo và thả tim cho đàn chị đều đều. Chưa hết, bài viết này còn chỉ ra rằng Song Joong Ki và hội bạn thân của mình cũng rạn nứt sau khi hôn nhân tan vỡ. Người ta không còn thấy anh đi chung hội với Cho In Sung, Lee Kwang Soo, Do Kyung Soo, trong khi trước đó họ thường xuyên tụ tập. Nghi vấn chàng Song thay đổi tính nết cũng bị đặt ra. Tuy nhiên thì tất cả đều chỉ là phỏng đoán vì Song Joong Ki vốn kín tiếng, chuyện bạn bè không nhất thiết phải phơi bày ra trên mạng xã hội. Ngay năm 2021 và sang năm 2022, Song Joong Ki đã chứng minh lời nhận định trên là vô căn cứ với hai siêu phẩm truyền hình Vincenzo và cậu út nhà tài phiệt. Màn tái xuất truyền hình hoàn hảo và đại thành công đã giúp nam diễn viên lấy lại hảo cảm của công chúng. Phong độ diễn xuất ổn định, cách chọn phim tốt, ngoại hình và khí chất chỉ tăng không giảm. Có thể nói, trong 2 năm này, Song Joong Ki như mặt trời ban trưa chói lọi và huy hoàng. Ai mà có ngờ, sang năm 2023, Song Joong Ki lại bước vào thời kỳ sóng to gió lớn, thậm chí đạt tới cấp độ lốc xoáy bão bùng. Tất cả bắt nguồn từ việc anh kết hôn lần hai. Trước tiên là từ việc yêu nhanh cưới vội, bác sĩ bảo cưới gây phản cảm. Tiếp đó là những tin đồn xấu bủa vây về chuyện Song Joong Ki thay lòng quá nhanh hậu ly hôn làm cư dân mạng càng tức giận. Đỉnh điểm thì phải nói đến những phát ngôn thật chẳng giống Song Joong Ki vừa kiệm lời vừa kín tiếng chút nào trong những tháng vừa qua. Phải chăng niềm vui lấy được vợ, trở thành cha đã khiến cho anh vui quá mà mất khôn, nên nói năng không lựa lời. Chẳng thể nào đoán được vì Song Joong Ki từ trước đến nay luôn là người thông minh, tinh tế và EQ rất cao. Sometimes being a father, being a husband is a that means lost a job in this showing business. Xét về mặt đạo đức hay sự nghiệp của Song Joong Ki thì những ác cảm của cư dân mạng hiện tại chưa gây ảnh hưởng gì mấy. Anh vẫn là một nam diễn viên có tài, có tác phẩm chống lưng, danh tiếng vẫn nằm ở top đầu làng giải trí Hàn. Tuy nhiên, cái duyên với khán giả mà không giữ vững thì tiếp tới đây khi Song Joong Ki nhận phim mới, rất có thể anh sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Không ít khán giả khuyên rằng, tốt nhất là anh bớt nói lại, chuyên tâm làm tốt vai trò người chồng, người cha và một diễn viên chú tâm vào sự nghiệp đi. Tóm lại, sau 4 năm thì lời bình luận của truyền thông Trung đã ứng nghiệm rồi đấy, chờ xem Song Joong Ki có vượt qua được bão tố mạnh này không nha.